Trời ơi, hello mọi người nha. Mọi người ơi, không nghĩ là hôm nay làm chương trình mà lại gặp lại người xưa như vậy đâu. Thương quá à, nhớ quá trời luôn vậy á. Bây giờ á, cả nhà mình muốn biết là ai không? Cả nhà mình đoán cho Kim Anh đây nè. Hello, hello, hello. Alo, cả nhà mình ơi. Trời ơi, 8.000 năm mới gặp lại người xưa đó nha. Trời ơi, thương quá. Rồi bây giờ cả nhà mình muốn biết người này là ai không? Người xưa có ai không? Cả nhà mình muốn biết không ạ? À? Nhỏ xíu chị nghèo. Trời ơi, 1.272 người rồi nha. Thôi chừng nào lên, lên thiệt là lên. Mọi người chia sẻ cho em đi. Người yêu em sẽ quay mặt lại cho mọi người chiêm ngưỡng. Anh lâu lắm rồi mới gặp lại anh đó. Trời ơi, nhờ làm chương trình này mới gặp anh đó nha. Em không nghĩ là hả chúng ta lại có thể gặp lại nhau như vậy. 2.700 rồi, trời ơi mọi người muốn 3.000 rồi. 2.900, 2.900. À 3.200 rồi, giảm hàng quá. Rồi mọi người đoán đi ạ. À, người yêu cũ của em là ai? Phi Yến. Trời ơi tại sao lại nghĩ là một Lê Dương Bảo Lâm vậy? Lê Dương Bảo Lâm là em của Kim Anh. Con này là người yêu cũ gặp lại người yêu cũ nha. Trời ơi, 5.000 người rồi. Wow, hồi nãy Kim Anh trong đầu dự định là khoảng 5.000 người. Tại vì bây giờ là buổi chiều mà 5.000 người xuất hiện thì Kim Anh sẽ... Trời ơi, cậu ba nữa, cậu ba nữa hả? 6.648 người, 7.000 rồi. Wow, thiệt là tuyệt vời. Và bây giờ thì cậu ba ơi, cậu ba hãy quay lại cho mọi người biết cậu ba là ai đi nào. Tôi nè, em Wow. Rồi 8.000 mấy không có bất người. ngờ luôn, ai cũng nói Lê Dương Bảo Lâm hết Ờ, sao ai cũng nói là Dương Lâm trơn Chương vậy? vậy? Mày muốn không biết gì bộ biết gì bộ nói là Đúng đoán để cho chơi cho vui. rồi. Đúng rồi. Nhưng mà có Cái một gì? người comment là Lý Hùng nha. Dạ em thấy sai nha, Lý Hùng hả? Ủa, Rồi đó ai coi. mà đi comment Lý Hùng vậy trời? Rồi đó coi, tôi thấy comment Lý Hùng rõ ràng này nha. Quá trời quá đất rồi, đi comment Lý Hùng là Dạ sao? thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay hai chị em đó thương ghê không Ê, gì? mặc đồ thấy cưng không? Đồ hai chị em giọng trong ghê không? Trời ơi, cái giọng nè. Đây nói cái giọng như đây. Trời ơi, chị là mệt mỏi luôn. Quá trời, hai chị em như mới ăn hột dưa xong giọng hột quá trời quý vị. Nhưng mà hôm nay vui, hai chị em cái tông tím cưng, thấy không? Sáng sủa này nọ. Cậu ba hả? Em đây, cậu ba đây. Trời ơi, chấn động Trời vậy. ơi, chấn động quá kìa. Trời ơi. Vậy là đầu tiên cho em gửi đến tất cả quý khán giả ở bên bay của chị Nhật Kim Anh để chúc sức khỏe là chào chồng nhất nha. Thì bao nhiêu lâu để em mới quay trở lại cái bay của chị vậy? Trời ơi, phải nói là lâu lắm rồi đó. Bởi vậy nên cái tiết của mình là gặp lại người xưa đó. Thì bây giờ mình trình bày ca khúc được mang tên Cách người yêu cũ hay gì trời. Gặp Ngày hai ba gặp hai ngày ba tình cờ gặp. Mình hát đều luôn chị. Ở sân ok khấu cũng không đều, lên live stream cũng không đều luôn. Làm lại. Lên hai live ba tình cờ gặp gặp lại nhau dường như lâu lắm. lắm mới quen nhau. Rồi thôi nè, trời ơi mọi người muốn lắng nghe Lâm Lâm hát nữa không? Em chào mọi người nha. Trời ơi mấy chị em, trời thiệt sự luôn. Hai thánh livestream gặp nhau, thường nhà em cũng coi chỉ hoài rồi em chỉ rủ em cho nó, trời hai hai đứa mình mặc đồ Đúng tím rồi, đẹp tím đẹp quá quá trời thì rồi gặp thấy gỡ rồi này nọ, nói chuyện nói ơ rồi nọ. Dạ hy vọng là mọi người ủng hộ thật nhiều, lo hai chị em lo 5 giờ sợ không ai coi. Đúng rồi. Rồi lên like mà rung 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 ai về. Không ngờ là tất cả quý vị thương Kim Anh và Lâm quá trời luôn, lên mười mấy ngàn người Ê, luôn, mười người luôn. Em nghe nói là sắp tới có cái ngày mà chấn động đúng không? Đúng rồi, ngày 8 tháng 3 vì vậy sẽ nhận quà thả ga nha Rồi cả rồi. nhà. Bây giờ nè, nhân dịp gặp lại người xưa Lê Dương Bảo Lâm nè, Kim Anh sẽ có quà tặng cho mọi người nha. Mọi người ghi cú pháp đơn giản lắm, cú pháp của chúng ta là 8 tháng 3 tặng quà thả ga và số điện thoại của các bạn nha. Rồi em vô em comment với em làm được không? Em chơi được rồi đó. Sao ha. vậy? Em live stream giùm chị được không Thôi nè? em chơi với em nhận quà cho vợ em. Trời ơi, nhận quà cho vợ em. Bây giờ em nói quỳnh quỳnh đi, sao cái gì chị gửi đó đang vô nè, đang vô bây giờ là quà tặng gì bà kể tôi nghe coi. Bây giờ thích gì là tặng cái đó luôn nè. Rồi. Bây giờ khoan, trước khi tặng quà cho Lâm và quỳnh quỳnh đúng không, mình phải tặng quà cho khách hàng trước đã. Trời, Lâm nè rồi Lâm nè, nhớ nha, nhớ này nọ nha, dễ sợ không. Thì bây giờ là cú pháp của chúng ta là các bạn nha, tất cả mọi người phải share và like cái livestream này của Kim Anh và Lâm thì mình mới được được nhận nha. Và quà của chúng ta ngày hôm nay nhân dịp 83 mình chơi luôn bộ bộ ủ trắng này luôn. Bộ đúng không? Đúng Thường rồi. bây giờ 83 tặng gì, tặng gì tặng vô gì? Ngày xưa bình thường á là Kim Anh chỉ tặng có một
món thôi. Ngày hôm nay 8 tháng 3 đúng không? Chuẩn bị bước qua 8 tháng 3, mình chơi thả ga luôn. Em ra thăm vườn nè, chờ một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo nè, tháng 3 đúng không? Thì bây giờ đừng có tặng hoa cô giáo, đừng có tặng mẹ, tặng bông rồi nọ nha. Tặng cũng được lắm chứ, tặng một cây thôi. Quỳnh nó bán bông mà em. Kể vợ em đi, kể vợ em đi, chuẩn hoa tông cho vợ em vậy. Cũng tặng bông, nhưng mà thay vì bông bự thì bự đúng không? Mình thảm xuống, nhỏ nhỏ thôi. Thảm xuống. Thảm xuống, rồi bông nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tặng hai quà. Hả, đúng rồi, mình dùng từ hả. Đó, mình hạ xuống một chút xíu để mà mình mua thêm những cái sản phẩm khác của bên Laura Sosa nha. Để tặng cho cô giáo nè, tặng cho mẹ nè, cho vợ, cho người yêu của mình. Nói chung là phụ nữ nha. Đúng rồi, nói chung phụ nữ. Hoặc là ai cũng được vậy. Không, 83 mà chị, mình phải tặng cho phụ nữ chứ. Hoặc là những người nào mà bên ngoài đàn ông nhưng bên trong phụ nữ cũng được thôi. Đúng rồi. Dễ thương. Đó, đó, tình yêu thương cho nhau. Chính vì vậy cho nên Kim Anh sẽ các bạn like và share để Kim Anh tặng bộ ủ trắng này nha. Trời, 8 tháng 3 là chơi banh nóc nha. Không, nhưng mà lâu quá mà không biết những cái này là cái sao chị? Đây, ủ trắng là sao đây? Đây là bộ ủ trắng, tại đúng rồi, em là đàn ông mà. Có không? Cái hộp bự quá vậy. Trời, thôi mà. Trời ơi. Em là đàn ông mà cho nên em đâu có biết ủ trắng, nhưng mà chị sẽ gửi cho Quỳnh nha. Thôi bớt bớt nghĩa. Okay. Trời ơi. Quá trời, chói mắt. Vì vậy cho nên cả nhà mình hãy like và share để Kim Anh tặng bộ ủ trắng này nha. Nếu như ngay bây giờ cả nhà mình like và share để Kim Anh ghi ghi đúng cú pháp giùm Kim Anh nha. Cú pháp của chúng ta là 8 tháng 3 tặng quà thả ga và số điện thoại của các bạn. Thì khi Kim Anh ghi chữ tặng ha, chữ tặng nằm trên đầu comment của người nào ghi đúng cú pháp và số điện thoại của các bạn. Phải có số điện thoại nữa nha, làm lại từ đầu ơi. Phải có số điện thoại nữa nha. À, thì khi mà Kim Anh ghi chữ tặng nằm trên đầu comment của người nào thì người đó sẽ nhận quà. Và dĩ nhiên cuối livestream mới tặng nha. Và Kim Anh sẽ để dành 5 bộ này tặng cho mọi người luôn nha. Đó là cái điện xung quanh dữ vậy. Thì bắt trước em đó, dấp gì chị? Bắt trước em đó Lâm. Trời ơi, chị phải nghiền ngẫm tìm tòi học hỏi em biết bao nhiêu. Trời, thánh livestream mà. Cái này cô tiên livestream. Sao trơn tru vậy ta? Nó tập trước ở nhà không? Sao trơn tru vậy? Tự nhiên đó. Rồi, vậy là cú móc là chia sẻ đúng không? Đúng chia rồi. Sẻ xong rồi comment chữ tặng. Đúng không? Tức là chia sẻ, mọi người nhớ là phải like và chia sẻ. Sau đó ghi cú pháp giùm Kim Anh là cú pháp là 8 tháng 3 nè. Kim Anh có ghim nè. Kim Anh có ghim nè. 8 tháng 3 tặng quà thả ga và số điện thoại của các bạn. Thì Kim Anh mới tặng bộ này nha. Hôm nay gặp lại Lâm mới tặng nha. Rồi tặng có lời không? Chị tặng có lời không? Không có lời. Nhưng không mà là... tặng mà làm sao mà có lời. Không có lời nhưng mà có tình. Đúng. Cho đi là còn mãi. Đúng. Okay. Mình có tình mà khán giả người ta lại thương mình, hoặc là khách hàng ta thương mình nữa. Trời, thương quá chị. Sao đấy là tình mà. Rồi tình thương yêu thương. Trời, sắp tới chương trình mới rồi nọ nhớ ủng hộ hai chị em đúng nhau vậy rồi, nha. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Một bộ là gồm gì chị? Bộ này á, bộ trắng này của Kim Anh gồm có là oxygen nè. Oxygen tức là sao? Tức là khi mà các bạn đây, ví dụ đây Lâm đi, cho chị mượn em tháo cái hộp cà rá của em ra được không nè, một chút thôi. Thì bây giờ nè, ví dụ như bộ trắng của Kim Anh ha, một cái màu xanh hả? Đúng rồi. Em thấy ủ trắng là màu trắng mà này màu xanh. Không, cái này nó là oxygen, tức là trước khi mình ủ trắng thì mình phải làm sạch cái da của mình phía dưới trước. Và sau khi mình làm sạch da rồi thì nè, 3, 2, 1 xèo 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 lên, nó bắt đầu sủi cái oxy lên. Đó, cái lấy nhà, đi cái dừa dưới da. Đúng rồi, cả nhà mình thấy cái tay trắng lên không? Đó, thì mình ủ khoảng chừng 10 phút nha. 10 phút sau đó thì mình sẽ tắm cái phần này đi ha. Đây là oxygen. Và oxygen giá của nó là 550.000 nha, 550.000 và sản xuất tại Hàn Quốc nha, 100% sản xuất tại Hàn Quốc. Nè cả nhà mình thấy không? Sủi lên. Đó, nó trắng lên rồi. Trắng lên. Đó, nó sủi lên. Thì sau khi nó sủi lên nó sẽ đưa hết tất cả những cái bã nhờn, những cái chất dơ và thậm chí là gì lâu năm nằm ở dưới cái lỗ chân lông của mình, nó đưa ra hết. Chị ơi, thường thường em thấy cái này là trên mặt mà bây giờ mình quất qua body đúng không? Không, đây bộ này là bộ body. Trời ơi, mình xài mặt á, mặt là khác rồi. Có ta là có luôn hả? Đúng rồi. Rồi như vậy là thường thường là ta thấy mấy cái chất này là phải để trên mặt thôi. Nhưng mà chị chơi lớn đúng không? Đúng rồi, chơi body luôn. Tại vì nhiều người á, em biết sao không? Sao? Rồi, bây giờ nè, mọi người á thích cái kiểu mà giống như là muốn trắng nhanh trắng liền. Mà trắng nhanh trắng liền như vậy á, là nó sẽ bị ảnh hưởng đến màu da, mà, màu da. Bào da. Và nó làm ảnh hưởng có thể ung thư da sau này. Vì vậy cho nên bộ trắng này của Kim Anh là bộ trắng an toàn. Cả nhà nhớ like và share nha. Cú pháp tặng quà thả ga, số điện thoại của các bạn. Một lát cuối livestream Kim Anh tặng quà nha. Tặng luôn bộ trắng này luôn. Mùi thương rất là dễ chịu tự nhiên đúng không? Yeah. Là thành phần gì em nói bạn ơi? Rất là nhiều, ví dụ tảo biển nè và những cái dược liệu quý của Hàn Quốc để mà nó giúp nuôi dưỡng ở bên dưới của da và đưa đẩy đẩy cái phần dơ đúng rồi. Chết. Đúng rồi.
ra khỏi da. Trời ơi, quá xuất sắc quá trời, chắc này có làm chi nhánh lâu ra xinh tay quá à. Và bây giờ thì nhớ là ủ giùm Kim Anh 10 phút đến 15 phút. Em đi tắm đâu, em đi tắm nha. Em đi tắm. Trời ơi, nó đi tắm là tới chừng nào mới xong lấy chứ sao chứ bây giờ mình lao đỡ đúng không? Rồi, bây giờ thì chị sẽ lao đỡ đi. Ở nhà mình đi tắm nha, nhớ tắm giùm cho em. Đây mọi người thấy không, khi mà mình lao ra thì cái oxygen á nó làm cho cái da, cái tay của Lâm. Đâu em lấy cái khăn khô giùm chị đi. Dạ. Đó, nó sẽ làm cho mình sạch nha. Trước tiên cảm giác hơi khô thoáng nè. Đây mình sẽ lấy khăn ướt lau trước nè. Lau đỡ nha, để cho mọi người thấy. Thì sau khi mà mình đã làm sạch da bằng oxygen rồi, oxygen giá 550.000 nha cả nhà. Cả nhà mình có thể liên hệ với các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên giùm Kim Anh nha. Này thì cả nhà mình coi nè. Trời ơi, cái tay nó hai hột cà rá thì sẽ sáng lên liền. Nó sáng nha cả nhà. Ê, sáng thiệt nè. Đó. Ê, nó sáng cái tay lên liền lập tức. Nè. Giờ mình chép lên đầu em được không? Cái chỗ đầu em sáng. Rồi em gắn hồ có đây gắn quá. Gắn hồ không à. Bây giờ chị quất một cái cho nó sáng cái đầu đúng em rồi. Được không? Và sau khi mình ủ oxygen rồi thì mình sẽ bắt đầu. Nữa à? Đúng rồi. Bây giờ mới là quan trọng. Tại bộ này là gì? Ủ trắng. Đúng rồi. Thì bộ ủ trắng sau khi mình đã làm sạch rồi thì mình sẽ ủ lên. Đó. À, nhiều đó. Không chị, hơi nhiều không? Hơi nhiều. Hơi lố nha. Cái tính hơi lố, cái tính lúc nào cũng lố hơn ta. Dạ. Rồi, đó. Nhẹ nhàng tinh khôi thôi. Rồi, cái này là làm cái minh họa nha quý vị nha. Ở nhà mình thôi. Phải cởi đồ rồi ra, mình phải test, mình thoa đồ này nó đã cái đư. Dạ, sắp tới em đi quay rồi cho nên không cởi đồ thiệt sự. Kỳ lắm. Với lại cả nhà mình biết không, sau khi mà mình để như vậy, mình bôi cái ủ trắng da này lên, cái này mới là bước quan trọng và nó là vitamin C liều cao. Và cái vitamin C liều cao nó giúp nuôi dưỡng và nó đi sâu vào trong cái tế bào vừa rồi mình đã oxygen đẩy nó ra ngoài ha, thì nó sẽ thẩm thấu cái ủ trắng này vào bên trong. Và sau khi thẩm thấu rồi á thì cả nhà mình để y nguyên như vậy. Một là các chị em mình có thể lấy cái nước, không nước gì, cái dán đồ ăn đó. À cái miếng bọc ni lông. Đúng rồi. Ủa miếng bọc ni lông sao cũng quên vậy? Quên luôn. Em tưởng cái chất gì đó nó hóa học tiếng đấy, Anh chị... acicolit đồ đó. Nè, cái bọc ni lông cũng quên. Tại bây giờ chị phải nói nhanh tại còn rất là nhiều nhiều lắm chia hả? Sẻ. À, nhiều lắm. Chia sẻ với lại khán giả nữa cho dạ nên rồi. Là mình làm lâu quá trời. Em muốn lâu không? Không, ok. Bởi vậy cho nên chị mới nói á là cái ủ trắng này nè, nếu mà cả nhà mình không có cái màng bọc ha, để mà mình quấn người thì nó phức tạp quá em. Một mình đâu có làm được đúng không? Rồi. Chính vì vậy Kim Anh chỉ thêm một chiêu nữa nha. Cả nhà chỉ cần mua một cái áo mưa mà mini mỏng mỏng đó. À là mình trùm vô 5.000 cái. 10.000, 5.000 cái ha. Xài xong xé đúng không? Đúng rồi, trùm vô ủ lại cho Kim Anh nha. Ủ 15 đến 20 phút. À. Thì cái kem trắng này nè, cái ủ trắng này nè, nó sẽ thẩm thấu vào bên trong và lên. Từ đó nó sẽ bắt đầu nó đưa tinh chất trắng da vào trong. Và như vậy thì chúng ta sẽ trắng da. Và lưu ý nha, sản phẩm bên Laura Sunshine là đều là những cái sản phẩm tự nhiên và từ từ chứ không có nhanh liền được. Bởi vì Kim Anh không để những hóa chất vào trong này, không có trắng nhanh trắng liền được nha. Không phải là ủ một cái mà trời tắm ra cái trắng tươi vậy đó. Đó là bào mòn nha cả nhà. Mà cái cảm giác khi mà ủ ở đây nó không có ngứa nha. Đúng rồi. Mấy cái tấm trắng nọ hơi ngứa chầm chít một xíu. Đó. Mà đem thêm máy chịu nhẹ. Đó là bào đó em. Bào đúng không? Đó là bào đi những cái lớp da của mình. Vì vậy khi mà nó bào đi cái lớp da của mình á thì chắc chắn là khi các bạn tắm ra là nó trắng liền. Nhưng về lâu về dài da của các bạn sẽ bụng thương. Và vì vậy cho nên bộ ủ trắng này của Kim Anh á là bộ ủ trắng an toàn tuyệt đối nha. Và được sản xuất tại Hàn Quốc. Wow. Giá của cái chai ủ trắng vitamin C này là 750 và chai oxygen là 550. Đó, cả nhà mình liên hệ các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên giùm Kim Anh nha. Wow, vậy với nè, đại lý phân phối comment liên tục ha, ở tỉnh yeah. nào cái hay mà. Hay dạ, dạ, dạ. Xin lỗi. Dạ ngoài lố mình còn dụng về nha, đụng cái gì là đổ bể cái đó quý vị. Trời ơi, người yêu cũ sao mà khó quá. Má trời, thiệt sự luôn á, thiệt á, đụng cái gì là đổ bể cái đó. Đây, nên là mình ủ bao nhiêu lâu chị? À ủ 15 đến 20 phút hồi nãy chị. Vâng, nói không đó. Có thời gian chị nha, cho nên mình sẽ minh họa thôi. Minh họa thôi, cho chị xin khăn giấy ướt nè. Hay đi tắm đi. Đấy, tắm rồi. Bây giờ em đã nói không có thời gian rồi mà còn tắm nữa. Đây, chị chùi nè. Chị chui nè. Nãy giờ là chưa được 15 20 phút luôn á. Nhưng mà em thấy nó hơi bật nhẹ nha. Đó, nó sẽ bật tông liền lập tức. Hơi bật tông nhẹ đây quý vị nhìn kỹ vô. Có nghĩa là bật tông thôi chứ không thể nào mà nó trắng ngay trắng liền cho các chị em mình được. Nếu muốn trắng ngay trắng liền thì các chị em mình phải ủ ít nhất là 1 tuần 3 lần cho Kim Anh nha. Và cái này là hoàn toàn vitamin C và tảo biển, vì vậy cho nên là rất là an toàn. Các chị em mình có thể
ủ liên tục mà trong một tuần cũng được nha, không vấn đề vì về sức khỏe về da của các chị em mình. Vì vậy cho nên bộ ủ trắng này Oxygen giá 550 và ủ trắng là 750. Đây là một bộ đi đôi nha. Đúng rồi, chị em nội trợ 83 này nọ đó, chơi trai chơi chồng này nọ thì thường canh mình canh nha, cái này mình mặc áo mưa đồ này nọ mình phải núp chứ nhà có chồng có con mà áo mưa kỳ lắm chị anh. Cho nên mình canh chồng mình vừa đi hoặc là con mình vừa đi học một cái nha, sức trét lên cái mặc áo mưa vô đóng cửa lại, rửa chén giặt đồ xong xả nước một cái trắng nõn đúng không? Quá trời. Dạ, báo giá cho chị nha, đang rồi. Ok, và khi mà các chị em mình mua một bộ ủ trắng nha, bây giờ Kim Anh đang có chương trình vào ngày 8 tháng 3. Vì vậy khi mua một bộ ủ trắng sẽ được tặng 105 món nha. 105 món tức là mua một bộ ủ trắng này thôi ha, là sẽ được tặng 105 món. Ví dụ như là sữa tắm nhụy hoa nghệ tây. Sữa tắm được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây em, được hàng ở Hàn Quốc luôn nha. Và nó tới 200ml lượng, xài rất là lâu. Và thứ hai là được tặng make up da tức là em đánh lên là nó trắng liền lập tức, giống như nghe 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 hèn chi ba lên sân khấu cái đèn chiếu dồn cái trời lung linh em làm lại quấn quy cái vàng đầu gì thấy không trời ơi, coi đánh quá thấy không, quá nó đẹp luôn. Với lại á là cái make up da này ngoài ra nó còn dưỡng da ban ngày và nó có độ chống nắng SPF 30 nữa. Nhưng mà dĩ nhiên SPF 30 thì không thể nào đủ được. À, vì vậy cho nên cả nhà phải sử dụng thêm cái chống nắng xịt body nữa nha. Thì khi mà cả nhà mình nè, chương trình 8 tháng 3 là khi cả nhà mình mua một bộ trắng như vậy sẽ được tặng một trong năm món, đó là sữa tắm nhụy hoa nghệ tây, trắng da, make up da hoặc là xịt chống nắng. Ê, cái xịt này ngon lắm nè. Đó. Trời ơi, đi biển thụng mấy bà che chét rồi nọ nó không đều, xịt một cái là chấn động. Đúng rồi. Có lấy đồ tặng lấy cái này nha mấy chị nha. Em đẹp khoái cái này nè. Rất là tiền. À vậy cái nào mắc nhất chị tư vấn người ta để người ta lấy cái đó đi. Đây, ví dụ như là sữa tắm là 550 nè. 500 hay 550? 550 nè. Rồi kem body trắng da 650 nè. Cái chai xịt chống nắng 6. Lấy cái này tiện lợi mà nó mắc nhất cho em, nay đồ tặng mà canh nào mắc nhất lấy chứ. Đúng rồi, ba món rồi đúng không? Món thứ hai, món thứ tư nữa của chúng ta nữa là tẩy tế bào chết. À, đây quan trọng nha. Tế bào chết nhiều chị bỏ qua cái bước rồi lắm, nhưng mà muốn đánh kem trắng hay không là cái vấn đề tẩy tế bào chết. Ví dụ nhiều khi cái lớp da nó sần quá mà đánh kem mình dập kem vô nó không ăn. Yeah. Mình tẩy một cái nó sạch cái nó mềm cái da mình, hút kem nữa mình liền nha. Đừng bỏ này. Tẩy tế bào chết của Kim Anh giá là 550 nha cả nhà. Đó, trời ơi cái mình thái món, hoặc là hai cây son giá 350.000. Tức là khi mua một bộ này thôi là quý vị sẽ được chọn một trong năm món này. Ôi, lâu mới có một kỳ nha, cái đó vậy thấy chị bán không? Không bao giờ mà tặng là... ai gì chứ trời. Rồi. Mà có dịp này thôi. Mà ngày hôm nay sao em hên quay chung với bả mà quất em vô đó. Nó làm vô. Tại vì cái này là một cái dịp quá vẫn trời đồng. Tuyệt vời. À, vì vậy cho nên là nhớ nha cả nhà. Còn thêm một điều bí mật nữa mà bây giờ bật mí luôn. Rồi bật đi, đó bật đi. Là tức là khi cả nhà mình mua hai bộ này, hai bộ ủ trắng này sẽ được tặng luôn một bộ ủ trắng luôn. Sốt cái gì? Cái gì nó lại coi nó lại coi. Tức là nếu như mà mọi người mua hai bộ này sẽ được tặng một bộ. Trời đất ơi, mua một bộ tặng chay. Gì? Không tặng... ý hồi nãy á. À. Đúng không? Nguyên. Không. Thôi, nếu như mà mua một bộ này sẽ được tặng một trong năm món này. Đây em cầm lên giùm chị coi. Thì đó, mua một bộ tặng một chai không chịu. Đúng rồi. Em mới nói đó chị không chịu. Không là tặng một món. Thì đúng rồi. Bây giờ mua hai bộ này thì tặng nguyên một bộ. Không, là tặng bộ này. Hiểu chưa? Hiểu ý chưa? Tức là mua hai món này. Đúng không? Hai bộ, tức là hai chai Oxygen, hai chai ủ trắng. Này là một thì bộ sẽ nè. Tặng thêm một bộ nữa. Là hai bộ. Là bộ này thôi. Okay. Chứ hai này không được dính nữa. Rồi sao nữa? Nhớ chưa? Nhớ rồi. Trời ơi, là sao? Bây giờ nè, chị nhắc lại nha. Kim Anh nhắc lại nha cả nhà. Cả nhà nhớ like và share nha. Và cú pháp của chúng ta là 8 tháng 3 tặng quà thả ga và số điện thoại của các bạn. Cuối livestream Kim Anh và Lâm 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 nào? Lâm Lâm là nhà thiết kế của chị. Nhưng mà tại lúc nào chị cũng nhớ tới em. Thôi chị nghĩ đi, Lâm Lâm mày vô mày là mày đi, tao đi ra đó Lâm ơi, Lâm ơi, tại vì nè, đó nè, em đưa cái mặt vô coi. Tại có cái mặt nó chị mới liệu thôi mà Lâm. Rồi, đó có em là Bảo Lâm. À Bảo Lâm. Sai nick quả là Lâm Lâm mà bả kêu Lâm không à. Bảo Lâm mà chị nhắc lại nha. À, ok, cả nhà mình khi mua một bộ ủ trắng gồm có Oxygen và ủ trắng da thì cả nhà mình sẽ được tặng một trong năm món này. Đây cầm lên giùm chị này, chị cho mọi người nhà đó nhìn thấy luôn. Thích cái đúng nào, rồi. Thích cái nào thì mình sẽ chọn một trong năm món này. Còn không thì cả nhà mình mua hai bộ ủ trắng, hai bộ nha cả nhà, tức là hai chai Oxygen, hai chai ủ trắng thì sẽ được tặng thêm một chai Oxygen, một chai ủ trắng.
Đó, quá là tiện lợi luôn, lâu 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 mới có một kỳ. Đúng không? Rồi, và chai oxygen này giá là 550 và chai ủ trắng giá là 750 nha cả nhà nha. Thì bây giờ nếu như mà mua thì không có liên hệ chị đúng không? Chị nhà chị nhánh phân phối thôi, mấy em xài vô một cái liền, thấy không? Xài vô, ví dụ như khách hàng nào ở tỉnh nào đó thấy mà vòng vòng gần mình mà có đặt liền gần chỗ nào cũng vậy chứ trời. Đúng và không? Chúng ta còn nữa em, rồi còn một cái chương trình hấp dẫn nữa, đó là khi mà cả nhà mình mua hai chai sữa tắm. Ha, mua hai chai sữa tắm sẽ được tặng thêm một chai sữa tắm nữa. Giá của chai sữa tắm này là 550 nha cả nhà nha. Và khi cả nhà mình mua hai chai xịt chống nắng giá 600.000 thì cũng sẽ được tặng một chai xịt chống nắng giá 600.000. Rồi mua hai tặng một, hai tặng đúng một. Đúng rồi, mua hai là tặng một thôi. Mà từ đó giờ không có, ngày hôm nay mới có. Không, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Và chúng ta chỉ duy nhất chỉ 999 khách hàng đầu tiên mới được nhận thôi. À, qua người tiếp theo là không được. Đúng rồi, qua người tiếp theo. Có vậy chơi, có vậy tấm ba chơi cho vui đi. Đúng rồi, không, đúng vậy đi. Tại vì biết sao, nhiều khi như vậy thì mới có một cái gì đó gọi là game em. Game hứng thú đúng không? Hứng thú. Đua nhau mà mua. Đúng rồi. Và thêm nữa nha cả nhà, một nếu như cả nhà mua hai chai body trắng da tức thì á, trắng da tức thì cũng sẽ được tặng một chai body trắng da tức thì. À, tức là mua món nào sẽ tặng món đó. À hay quá. Đó, giá là mua hai chai được tặng chai. Giá của chai body này là 650 nha. 650 à. Rưỡi là mắc hơn cái này rồi. À. Không, em vẫn thích cái này. Vẫn thích là cái này nó tiện lợi. Cái gì? Tặng luôn đúng không? Rồi hứa nhau gì nha. Tặng thùng tặng cho em. Rồi, và tất cả những dòng sản phẩm này đều sản xuất tại Hàn Quốc nha. À, tại nước ngoài chứ không có ở Việt Nam ha cả nhà ha. Cái chống nắng này quan trọng nha. Mọi người đừng nghĩ là đau rồi nắng mới xịt nha. Tụi em ở phim trường trời ơi, đèn nó chiếu vô. Đèn chiếu vô là cần phải xài lắm. Tụi em xịt liền quý vị, xịt liên tục không có là hư da hết. Vui luôn. Trời ơi. Chai này là chai tẩy tế bào chết và chai này Kim Anh rất là mê luôn, bởi vì sao, nó có những cái hạt li ti ở bên trong á và nó giúp cho mình, nó giống như mình tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng và làm cho cái làn da của mình trắng và mịn hơn. Và cái hạt là hạt gì? Đây nó có hạt thôi, để chị đưa cái mới cho Quỳnh luôn. Thôi em xin mấy này cũng được mà, em sao không được mà. Dạ. Ờ đó, em đẩy ra. Mà cái hạt đó là hạt gì chị? Hạt chia hay là hạt hạt mắc ca hay là hạt gì chị, hay là hạt mưa, hạt gì? Hạt mắc ca gì mà mắc ca. Ý là em không biết á. Là có găng tay luôn nha cả nhà. Ai xé luôn. Lát đưa cho Lâm về cho vợ xài nè. Thơm nha, thơm nha, mùi rất là thơm nha. Và cái hộp li ti của nó làm cho mình tẩy đi những cái lớp đó, em thấy không, cái hạt nhìn không thấy luôn, không thấy nhưng nha. Mà khi em chà lên da là em sẽ thấy. Tại vì cái nó da có cộm không, cộm phải không đó. À mình tán ra mới thấy nha. Đúng thì rồi. Ở trong đây là những cái hạt xoa đều dùm cho em, mình tẩy từ từ và kỳ từ từ nha. Cái này là dòng body hả chị? Đúng rồi, nó là tẩy tế bào chết body và nó là một cái dạng tẩy tế bào chết body nhẹ, tức là nó giúp tẩy đi tế bào chết body mà không làm ảnh hưởng trầy da. À, bởi vì có nhiều loại tẩy tế bào chết chuyên dụng á thì nó những cái hạt cát nó sẽ làm tổn thương da. Đúng rồi. Còn cái này của chị là nó một cái dạng giống như là tẩy tế bào chết mà nó đồng thời nhẹ, nó đúng không? Cái này mà tẩy không chắc là tróc da nha. Ví dụ bữa em mua cái muối Hamilia gì đó chị. Trời ơi. Em về em tẩy tới đâu là đó là trầy tới đó nha. Ừ. Và giá của cái chai tẩy tế bào chết này của nó là 550 nha cả nhà. 550. Và khi em tẩy cái muối đó, nó dễ làm tổn thương da em lắm. Nó rát nha. Nó rát và nó trầy hết. Nó bị trầy nha. Đúng rồi, nhưng mà cái loại này nó là một cái dạng nhẹ và các bạn cũng có thể thay thế cho sữa tắm được luôn. Ừ. Tức là vừa là tẩy tế bào chết mà vừa là sữa tắm luôn. À, hèn chi nó có mùi thơm. Đúng rồi. Như vậy là rất là tiện lợi, 2 trong 1 đúng không? Uh-huh. À. Chứ bây giờ nếu mà chị nó tiện lợi như vậy thì cái sữa tắm mình khó bán không? Không, trời ơi, sữa tắm nhuyễn hoa ngày Tây nó được chiết xuất từ nhuyễn hoa ngày Tây em, đó là bằng vàng đỏ của thế giới. Có nghĩa là phải chấn động hơn đúng không? Đúng rồi. Tại vì nó nhiều công dụng quá. Đây cái sữa tắm á là nó dưỡng da nè, giữ ẩm nè và nó giúp cho cái làn da của chúng ta mịn màng nữa. Và cả nhà ơi, cái chai tẩy tế bào chết body này cũng vậy nha, khi cả nhà mình mua hai chai cũng sẽ được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết body. Dạ, quý vị thấy nhạc sập sình ngoài kia quý vị. Xíu nữa hai chị em vừa livestream xong là ra ngoài kia hai chị em trái hết mình làm liền như vậy nha. Cái dòng người ủng hộ lâu. Đáng lẽ là bà nói là trời ơi Lâm ơi, chị định là những cái ngày mà chị rảnh chị làm, nhưng mà bây giờ cái event sắp tới rồi cho nên chị phải làm liên tục như đúng vậy rồi. Để kêu gọi mọi người. Bận chứ hai chị em mệt quá quý vị, rất là mệt đúng luôn rồi. Làm sáng bây giờ. Và thêm nữa nha, còn một chương trình rất là hấp dẫn nữa, đó là khi mua một combo chuyên nám dù nám Hàn hay nám Pháp nha. Đây ví dụ như Kim Anh, đây là chuyên combo nám của Pháp. Đây là được sản xuất tại Pháp và nó được sản xuất là từ chiết xuất từ cây thông đỏ. Em biết cây thông đỏ không? Thông đỏ rất là tốt, cái nhựa thông đỏ. Ê, rất là tốt. Nhưng mà thông đỏ này không có ở các nước khác, chỉ Hàn Quốc. Không, Hàn Quốc là bình thường.
Pháp em. Pháp à. Dạ, và chỉ duy nhất cây thông đỏ của Pháp mới có chứa thành phần pinogenol. Nó là một cái thành phần rất là quý hiếm, nó giúp cho làm cho oxy hóa cũng như là nó giúp cho cải thiện cái làn da của mình, và nó gấp 50 lần đến 170 lần, thậm chí là 470 lần ha. Như dược sĩ Minh Nhật đã chia sẻ về cái pinogenol, nó là một cái thành phần chống lão hóa cực cao luôn. Và khi mà nó chống lão hóa như vậy thì các chị em mình sẽ đẩy đi những cái lớp nám ở trên da mặt mình rất là xuất sắc nha cả nhà. Thì rồi, khi cả nhà mình mua một combo nám gồm có serum nám của Pháp ha, được sản xuất tại nước Pháp nha cả nhà, chứ không phải là sản xuất ở Việt Nam nha. Đây là serum nám, mà serum nám này nó tới 50ml, giá của nó là 1.850.000. Và cái viên uống trắng da ha, cái viên uống trắng da giá của nó là 950.000. Và viên uống trắng da ngừa nám này nó cũng được sản xuất và được chiết xuất từ pinogenol luôn em. Em mở ra. Thích phải không? Thích trắng da phải không? Trắng da, ngủ mà con trai mà thích trắng da là thì sao đó trời. Thì chị da phải trắng chứ. Chứ ngồi kế bên chị ấy, nhưng mà tại vì chị xài cái kem body nữa đó. Nhưng mà em thì em làm biến sức thật sự. Vậy đó hả? Chị thì uống, chị mê lắm. Uống bên trong, uống bên trong. Uống bên trong, uống bên trong, bên ngoài. Nếu mà ai có thời gian, còn đối với đàn ông ngồi sức xoa bị thổi vô lắm chị ơi. Này chị sản xuất ở Pháp nha, sản xuất ở Pháp nha quý vị. Vì vậy cho nên cả nhà mình khi mua một combo chuyên nám này ha, thì ngăn ngừa nám cũng như là nó giúp trắng da cho các chị em mình, thì mua nguyên một combo này sẽ được tặng thêm một hộp viên uống trắng da ngừa nám luôn nha. Nói chung là rất là nhiều quà tặng ngày hôm nay ha. Body cũng có, từ cái cổ trở xuống ai thích cũng được. Đúng còn rồi. Nếu chị em mà vấn đề về nám do thời tiết, nám nặng được không chị Nhật Anh? Cái nám đúng này rồi. Nó khó em chị, nám rất Pháp là này, khó. Nám Pháp này của chị thì sẽ giúp cho cải thiện ba loại nám. Nám thứ nhất cả nhà mình biết không? Kim Anh cam kết nếu như nám thứ nhất nha, thì các chị em mình chỉ cần sử dụng một bộ thôi là đẩy đi hết. Đó là nám nám nắng. Nám nắng tức là cái da của mình li ti lỗ chỗ đó, thì đó là nám nắng. Thì nám đó là một dạng nám nhẹ, nám phản ứng, tức là khi mà nó rát quá thì nó bắt đầu nó hình thành những cái nấm đen, da mỏng rồi. Đúng rồi, thì cái nám đó Kim Anh cam kết luôn, chỉ cần sử dụng một bộ nám này của Kim Anh thôi là xong. Nhưng nếu mà là nám cơ địa và là nám nội tiết tố thì nó khó ạ. Nó cũng phải từ 3 bộ trở lên. Đúng rồi. Là mình chỉ có cam kết đúng không? Đúng rồi, tại vì em thấy cái nám rất là khó luôn á. Đúng rồi, cái này nám hàng. Cái này là nám của Pháp nha. Còn Kim Anh còn một bộ nám hàng nữa, thì đây bộ Pháp của Kim Anh nha. Giá của chai serum nám Pháp được chiết xuất từ mà vỏ cây thông đỏ ha, nó có tính chất pinogenol ha, rất là quý hiếm, của chỉ có duy nhất cây thông của Pháp mới có thôi. Đó là giá của nó là 1.850.000. Còn viên uống trắng da Perfect Skin cũng được chiết xuất từ từ pinogenol, từ vỏ cây thông đỏ ha, và những dược liệu khác nữa, thì giá của nó là 950.000. Đúng rồi. Nha. Thì khi mua một bộ này nè, sẽ được tặng nữa hả? Được tặng một hộp viên uống trắng da liền luôn. Đó tiền được. Ôi 900 mấy là tặng 1.000.000 mà rồi. Đúng rồi. Tức là khi mua một bộ nha, một bộ gồm 2 món, gồm có serum và viên uống trắng da ngừa nám, thì sẽ được tặng thêm một hộp viên uống trắng da ngừa nám nữa. Đó. Rồi cho em hỏi là nghe nói gì à? Pháp rồi hàng lum la. Đúng rồi. Rồi sao? Tại sao mình phải tấp ra hai cái vậy chứ cậu chị? Chị nói nè, tức là khi mà mình sử dụng Pháp, tại có người á thì phù hợp với cái dòng này. Đúng không? Đúng rồi, nhưng cũng có người ta không phù hợp. Vì vậy cho nên sẽ có thêm một cái dòng nữa. Dòng này là một cái dòng A Di Đà Phật. Dòng A Di Đà Phật là dòng gì? Cái dòng này á là dòng Doctor nha cả nhà. Thì khi mà dòng Doctor này là được sản xuất tại Hàn Quốc, thì nó khác hơn chút ha. Là khi mà mình mua một hộp như vậy, nó sẽ có cái đầu bi lăng ion tĩnh điện. Đây, Lâm nhìn đi. Đó, nó có cái đầu bi ion tĩnh điện. Em chỉ cần bấm cái nút ở dưới này nè là nó sẽ đưa tinh chất ra. Cái này vừa tiết kiệm mà gọi là vừa massage luôn nè. Đúng rồi. Thẩm thấu nhanh nè. Thẩm thấu rất là nhanh, và hơn nữa cái vùng nám của các bạn á, cái vùng nám của các bạn chỉ cần lăn ion tĩnh điện thì nó đưa tinh chất sâu vào trong cái vùng nám đó, và nó đẩy nám đi rất là nhanh. Và dòng này là dòng Doctor nha các chị em mình, dòng Doctor của Hàn Quốc, và nó cũng là một trong những dạng vitamin C liều cao để nó giúp đẩy đi những cái nám và cái nám sâu đúng không? Đúng rồi, đốm nâu ở trên da của các chị em mình. Dạ, mà em thấy cái này là trong spa đều có đúng không? Mà bây giờ chị chơi thì chị chơi khô máu. Đúng rồi, chơi khô máu luôn. Trời. Giá của cái đầu Bion tĩnh điện này á, giá của nó là 1.950.000. Nhưng mà 1.950.000 nghe thì thấy nó mắc tiền, nhưng thật ra nha, các bạn sẽ được tặng thêm một cái lõi nữa. Tức là khi mua một hộp á, xài hết. Đúng rồi, xài hết
tại tháo vì một da. Đúng rồi, tháo cái ruột da, gắn cái lõi vô, gắn cái lõi vô là xài rất là lâu, xài rất là lâu, tính ra rẻ nha, tính ra rẻ lắm, hộp hết 7 triệu rồi. Đúng vậy, hộp sang quá, em nói là hộp sang, đúng rồi, cái hộp nó quá sang đúng không em? Dạ. Và nó dòng là dòng Doctor cộng nha cả nhà, tính ra là được 2 chai luôn, chị nói là nó cái lõi vậy thôi nhưng đúng mà sẽ là 2 chai luôn. Đúng rồi, tại vì cái chai đầu Bion Lâm Tĩnh Điện là 20 gram và cái đầu lõi cũng 20 là được 40 ml rồi. Dạ, nếu mà xài xong thì cái lõi đó lăn mắt cũng được luôn. Đúng rồi. Đỡ bọng mắt. Đỡ bọng mắt. Ủa gì vậy trời, tao đang nói nháo mà tự nhiên đi qua mắt luôn. Không, em nói khi mà mình xài xong mình có thể dùng lại. À đúng rồi, tức là em bị liệu, cô hay nói nè. Đó là khi mà ý của Lâm á là khi các chị em mình xài hết cái tinh chất rồi á thì các chị em mình để cái đầu bi ion vô trong tủ lạnh để mà mình massage cái vùng mắt này cũng good nha. À, cũng rất là good, nhưng mà bên chị có cái đồ đầu lăn ion tĩnh điện cho mát. Rồi, tao hèn gì mà chửi tôi là đúng đó, rồi. Tao chưa nói hết gì. Nè, tao có cái đầu bi ion tĩnh điện cho dòng mát nè, thấy chưa? Là nguyên cái con ngừ body, mắt, mũi, miệng cái gì cũng có vậy. Có hết trơn luôn á. Ờ, đó cơ. Nè, và cả nhà mình khi mà mua một bộ combo doctor chuyên nám ha. Tặng và viên uống trắng da, đúng rồi, cũng sẽ tặng một viên uống trắng da luôn. Trời ơi, tặng nữa. Đúng rồi, tại vì trợ chương trình mà. Phải trắng thôi, tại vì cái này ưu tiên cho em phụ nữ đúng không? Phụ nữ là phải đẹp, phụ nữ là phải trắng. Rồi, cả nhà mình ghi cú pháp giùm Kim Anh nha. Bây giờ Kim Anh tặng một cái cho nó sung lên cái đã nè. Sung đi. Rồi, bây giờ ghi chữ tặng nha. Tặng đi. Gọi cho bên kia coi. À, rồi mọi ok người ơi, mọi người ghi cú pháp là 8 tháng 3 nhận quà thả ga cộng số điện thoại nha. Like rồi. Và share cái livestream này nha mọi người. Like và share giùm Kim Anh cái livestream này nha để Kim Anh tặng quà nha. Rồi rồi em. Dạ, điện thoại em đến rồi. À gì hả? Có nhắn rồi chị like là bên. Không, nhưng mà phải đưa cho chị đặt tên người. À. Ok, mọi người bây giờ cả nhà mình comment đúng cú pháp và nhớ chia sẻ giùm Kim Anh nha. Lâu 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 có kỳ ngày hôm nay gặp lại người xưa gì nữa. Đúng rồi. Với lại bây giờ là đang trong thời gian mà chờ nhân viên của chị ghi chữ tặng ha. Ghi chữ tặng để coi ai là người may mắn ngày hôm nay. Thì bây giờ Kim Anh chị sẽ tặng nước hoa cho em. Nước hoa nữa hả? Đúng rồi, rồi chị mới vừa ra giọng nước hoa mẹ. Dạ, tự nhiên chém thôi chứ tự diễn chung ngay chém giờ tặng nước quá hoa. Quá chán, dễ chợ nhu. Dạ. À quên nữa, mình còn mua 3 viên uống trắng da sẽ được tặng 3 hộp viên uống trắng da. Tặng 1 hộp thôi. 3 hộp, tặng 4 hộp đi. Không, mua 3 hộp, tặng 1 hộp. Thì đó, mua 3 tặng 4 nữa. À đúng rồi, đúng rồi. Hay vậy á. Còn mấy gì nè mấy. Trời ơi, uống cái gì mà ham hồ vậy? Cửa hàng người ta sản xuất mà, bởi vì người ta phải uống chứ nè. Không có chai mới luôn á liền, đáng lẽ mấy chai mới là em lên su liền mà còn đúng 3 viên luôn á. Em nghĩ là chị không uống đâu mà ekip chị uống. À, hay quá ha, ekip. Trời ơi, nguyên và ekip con trai trắng nõn không? Rồi. Uống dữ lắm nha. Ok, bây giờ cả nhà mình nhớ ghi cú pháp giùm Kim Anh nè. 8 tháng 3 tặng quà thả ga, cả nhà mình phải có cái số điện thoại của các bạn ở bên cạnh nữa. Chị My đúng rồi nè. Chị My ghi đúng là 8 tháng 3 tặng quà thả ga và số điện thoại của các bạn. Để bên công ty của Kim Anh sẽ liên hệ với bạn để biết địa chỉ bạn ở đâu tặng quà xuống nha. Rồi bây giờ 3, 2, 1 chữ tặng. Tặng luôn chị ơi, tặng luôn chị rồi, ơi. Rồi chữ tặng nằm trên đầu comment của Bảo Trâm. Bảo Trâm à. Rồi chúc mừng Bảo Trâm nha. Bảo Trâm sẽ nhận được một trong hàng thôi phải không? Đâu, chưa tặng của chị đâu, chưa tặng của chị đâu. Chưa tặng đánh rồi, bên máy chủ của mình. Là nó sẽ trôi đi thật là nhanh. Đúng rồi, tại vì rất là nhiều mình đâu có đọc kịp. Nhưng mà nhân viên của chị khi ghi chữ tặng một cái là nó sẽ nằm trên đầu comment của ai là nó ghim đây cho mình. À, đúng rồi, là bạn đúng trăm rồi, đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ chơi luôn, tặng lớn luôn, thay vì tặng một chai đúng không? Thì bây giờ chơi luôn, tặng một cặp. Màu cặp luôn. Chẳng chưa? Trời ơi, đó, cả nhà phải like và share nha. Like và share cho Kim Anh nào. Bà Bảo Trâm với nhà bà la làng là sớm mà. Bảo Trâm ơi, chúc mừng bạn nha. Bạn đã nhận được một chai oxygen giá 550.000 và trắng. Một chai ủ trắng giá là 750. Quá là tuyệt vời rồi. Bao nhiêu ta? 750 với lại 500 triệu triệu mấy? Chị tư hả? Dạ, chị cứ tính phỏng vọng đi, nhà mình bán hàng thôi chứ mình nhức đầu quá vậy. Phỏng vọng với chị sao mình bình hại vậy. Là vậy? Bạn đã nhận được một combo ủ trắng của Laura Sunshine được sản xuất tại Hàn nha. 1 triệu mấy. Rồi 1 triệu mấy. Bây giờ ai mà tặng triệu mấy ngoài bồ, ngoài cha, ngoài mẹ thôi. Ai mà tặng triệu mấy của Nhật Kim Anh tặng thôi. Trời ơi, cho em triệu rưỡi được không? Bất gì vậy? Trời ơi, tặng em. Rồi tặng nữa, xin tiền tặng cho. Cộng coi bộ này nhiêu vậy? Bớt cộng đi, ta tự nhà tự cộng đi. Ở nhà tự cộng nhưng mà mình cũng nói cho khách cho những người. Bao nhiêu? Triệu ba. Triệu ba nha cả nhà. Trời. Ai bán hàng mà như siêu trí tệ đó, vừa nhớ sản phẩm, vừa nhớ công dụng, vừa nhớ giá. Giờ bây giờ bà cộng nữa, bắt mình phải tính nữa. Rồi. Giờ gì mà cả nhà mình biết không, khi mà mua combo, mua cái đơn hàng á,
cái đơn hàng mà cả nhà mình mua nha, 2 triệu sẽ tặng được một cây son giá 350 nha. Đơn hàng từ 2 triệu là sẽ được tặng một cây son giá 350. Còn nếu mà đơn hàng mà 3 triệu á sẽ được tặng một trong 5 món, đó là sữa tắm, nhựa hoa nghệ tây được sản xuất tại Hàn Quốc, hoặc là một chai tẩy tế bào chết body, hoặc là một chai trắng da body tức thì, hoặc là một một chai chống nắng, chống nắng xịt nha cả nhà, hoặc là một trong hai cây son này, hai cây son này. Thật sự bây giờ em nói thiệt tâm lý của em nha, ngày hôm nay tặng quá là nhiều luôn, nhiều khi ta vô ta coi ta bị hoảng hồn á. Cho nên bây giờ nếu như ai có nhu cầu á mà muốn á, cứ vô mấy cái đại lý hệ thống, hôm nay cái chương trình gì vậy em, thì nguyên vàng đại lý chứ phải tư vấn đúng không chị? Đúng rồi. Chứ bây giờ em thấy là nãy giờ tặng hàng ngàn cái tặng, em không nhớ là tặng cái gì luôn, nó quá là nhiều đi. Đúng rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta nhớ nha, hiện bây giờ chương trình của Laura Sunshine đang có chương trình event cho 8 tháng 3 và chỉ duy nhất 990 người, 999 người đầu tiên sẽ nhận được thôi nha. Vì vậy cho nên là tranh thủ nha. Còn nước hoa của bên Kim Anh, cả nhà mình ơi, nước hoa cũng vậy, nếu mà tới 8 tháng 3 là sẽ hết hỗ trợ nha. Đây ví dụ như chai số 1 chị mới ra 5 dòng nước hoa đây, 5 dòng, 2 dòng nha. Đúng rồi. Quá trời. Này chai số 1 nha, giá đúng của nó là 1.8 triệu mà bây giờ chỉ còn 1.2 triệu. Ê, phải biết sao không, chị lần đầu tiên chị ra nước hoa cho nên chị muốn cho mọi người ngửi cái mùi đúng đó rồi. Cho nên là chị hỗ trợ giá và hết 8 tháng 3 là chị không còn hỗ trợ nữa. Nói chứ mình bớt đi, bây giờ mình nhiều sản phẩm quá. Đúng rồi, chị ra biết rồi. Đứa mới okay. Thì mình bớt cho người ta chứ. Không, chị chỉ nói cho mọi người biết về cái event này là xong rồi. Ok. Bánh gấp luôn đi. Không nữa. Gấp đi. Đang giảm cho người ta mà. Thôi năn nỉ luôn á. Đang hỗ trợ kỳ cục à. Muốn lẹ không? Lẹ. Lẹ trời ơi ghê. Dễ sợ. Rồi bây giờ Kim Anh nhắc lại lần nữa nha. Nước hoa của Kim Anh là có 5 dòng nước hoa, 2 nam và 3 nữ. Đây, hiện tại là 3 dòng, đây còn 2 dòng ở đâu ạ? Đây. Chai số 1. Đi từ dòng nam chứ đi. Dòng đi nam. Chị tư vấn cho em nam đi. Nam bây giờ chị xịt cho Lâm luôn. Dạ khoan chị nha, mình xịt ở trong giùm cho em tại đồ mượn á. Okay, okay. Về cái trả đồ. Chị xịt ở trong này. Đó. Đó. Ok. Dạ. Mình mượn đồ người ta mà nghe mùi đó cái ta chửi chết. Sao? Em cảm nhận như thế nào? Mùi quyến rũ rồi. Mùi say xong say sẩm luôn, muốn gọi là muốn ôm ấp được. Đúng rồi. Trời ơi, nhưng mà không lẽ em tự ôm ấp em? Thì đó. Để chị xịt lăn cho gọi là nó bị trùng. Ho ho chị bớt lại giùm em. Cái này gọi là nó hơi dịu dàng, nó hơi quyến rũ nha. Quyến rũ đúng không? Hơi gọi là thu hút nha. Đó. Cái ngày đầu tiên mà xịt cái là chấn động liền. Đó, đây đi là chơi 83. Cái mùi này gọi là Effloraider. Nhưng mà nhiều người không có nhớ thì ở trên cái chai của Kim Anh á là nó có mã số, đây là số 4 nha. Và giá của chai số 4 này á là nó là 1.8 triệu nhưng bây giờ nó chỉ còn có 1.2 triệu và hết. Đúng rồi. 1.8 triệu lần em và chị. Kim Anh sản xuất tại 100% tại nước Pháp. Nha, 100% tại nước Pháp. Mà lưu hương nha Lâm, lưu quan trọng hơn nè. Từ 18 đến 36 tiếng. Rồi rồi. Tức là khi em xịt lên áo tùy theo loại vải, em có thể giữ ở trên cái vải đó cho đến khi nào giặt luôn. Thôi nãy không xịt trên áo. Kim Anh chỉ xịt trên da rồi nó tắm cái là cũng còn thoang thoảng thôi, loại đúng không? Cái này là 8 tháng 3 mấy anh nào mà mới gọi là cua rồi này nọ nhẹ chưa dám ôm rồi nhẹ thì đây là cái gọi là cái đúng không cũng từ chị ôm liền chưa? Chị là chị từ mình chị ơi mình đó thì đó nó cũng sẽ gọi là thu hút và là mạnh dạng hơn thì cái chai này ha, quyến rũ nhẹ nhàng và tinh tế mà cái điều quan trọng là nó 100ml lượng em xài lâu nha, chai xài lâu lắm luôn, một ngày một xịt thôi em đúng nghĩ rồi. Là khi mà quen nhau mà xịt một cái kêu hai đứa mà cưới nhau đẻ bốn đứa vẫn còn nha, trời ơi quá trời quá đó lâu quá. Ủa vậy là giờ chị xịt về anh Quỳnh nó đẻ nữa đó rồi. Thôi chị quá đẻ quá nhiều rồi vậy hả? Yeah. Rồi ok, đây là chai số 4 giá điều đúng hay. Giá đúng là 1.8 triệu nhưng bây giờ đang hỗ trợ giá bởi vì Kim Anh mới ra dòng nước hoa hỗ trợ cho mọi người và hết 8 tháng 3 là hết hỗ trợ trở về giá gốc, vì vậy cho nên cả nhà tranh thủ mua liền nha. Và chai số 5 là Qutin đây. Qutin đây, đưa cái tay đây chị xịt cho nè. Được rồi chị. Rồi. Đấy, cái thiết kế nó cũng rất là dễ thương. Cái mùi nó nam tính trai hư hỏng. Trai hư. Trai hư là nên xài không? Cái lịch lãm cái này trai hư mấy anh bad boy rồi đó. Ủa, dễ sợ. Mấy anh mà gọi là này nọ cá tính rồi này nọ gọi là trai hư đó xịt một cái. Nhưng mà đối với chị nha, chị cảm thấy nó lịch lãm. Không, chắc là tùy người, em nghĩ là nó
lịch lãm lại này nè. À vậy hả? Dạ. À, này mặc áo vest là xịt vô ok nha. Trẻ trung nè. Trẻ trung. Còn cái này kiểu mà đó, mấy anh lịch lãm mặc vest nhưng mà kiểu cũng hư đó, kiểu kiểu vậy đó. Đó. Nó hủi một cái là muốn xỉu liền. Và nó được hư hỏng liền. Cái mùi hương của nó là từ trầm hương nè, và rất rất là nhiều những cái tinh chất khác để tạo nên một cái mùi hương quyến rũ như vậy. Và đây là chai số 5 nha, giá đúng của nó là 1.750.000. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có 1.150.000 thôi. U là trời, vậy là rẻ hơn trên này. Đúng rồi, rẻ hơn có 50 ngàn. Mùi này em thấy ok nha. Mùi em thích nhưng mùi này cái hơn. Cái mùi này á, thì nó tùy người, em nghĩ tùy người. Nó lưu hương từ 18 đến 20 tiếng thôi. Ở khoảng chừng dao động cỡ đó. Nhưng mà chai số 4 này là cực kỳ nha. Ok, xuống liền. Rồi, đã bị hối rồi. Ok, vậy thì Kim Anh báo giá thôi nha. Ok, rồi, hai chai này, chai số 4 là 1.800.000, bây giờ là còn 1.200.000 nha. Chai số 5 giá của nó là 1.750.000 và bây giờ nó chỉ còn có 1.150.000 mà thôi. Và tất cả đều sản xuất tại Pháp, 100% tại Pháp. Và nó tới 100ml lượng nha cả nhà. Hai chai nam đã xong và bây giờ chai nữ nha. Chai nữ của Kim Anh cũng là 100ml sản xuất tại nước Pháp. Và độ lưu hương của nó cũng từ 18 đến 36 tiếng. Và chai này là chai số 1, nhìn nó kiểu kiêu kỳ. Kiêu kỳ, sang trọng, tiểu thơ. Như một cái body của một người phụ nữ đúng không? Đúng rồi, rất là dễ thương và nó có giống như kiểu hoa hồng ở trên. Mùng 8 tháng 3 thay vì tặng hoa thì chúng ta tặng hoa nước hoa cũng được. Đúng không? Tặng hoa thì thay vì mình làm một cái bó hoa mấy triệu. Mình một cây thôi, cái mình kèm chai này. Chai này mỗi lần người yêu xem một cái là nhớ người yêu suốt đời mình luôn. Lấy ra cái là người yêu mình khoái liền, mà nhớ tặng hoa liền. Có ý nghĩa luôn đúng ha, rồi, nhớ nhau suốt đời đúng ha. Đúng rồi, phải có sự lãng mạn, phải có hoa chứ. Hoa mà kèm quà là thích nhất, phụ nữ lúc nào cũng vậy ha. Và chai số 2. Chai này báo giá chưa nhỉ? Chưa đúng không? Chai này cũng là 1.800.000 và bây giờ chỉ còn 1.200.000 và chai này đang cháy hàng nha cả nhà. Chai mà này tính ra cái dòng nước hoa của mình giá cũng hỗ trợ nhiều quá đúng nha. Em thấy mùi rất là sang như là chất lượng mà giá 1.000.000 thôi quá đủ rồi. Rồi. Còn chai này là chai số 2 nha. Chai số 2 của mình á, giá của nó đúng nha là 1.450.000. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 950.000. 900.000. Quá trời xuất sắc không? Mà em thấy cái thiết kế nó là gọi là mát mẻ đúng không? Ra cái chai như là một cái viên ngọc hoặc là cái nước biển hay sao đúng đó. Rồi. Bởi vậy nên dòng nước hoa của chị có tên là Nam Vương Nữ Thần. Nam Vương Nữ Thần. Đó em mới ngửi cái mùi không? Nó rất là unisex. Nó nam nữ đều có thể xài được chai này. Đó, đây là chỉ có như là nam nữ thần có thể xài được đó. Nam nữ thần. Đây là cái chai số 2 nha cả nhà. Giá đúng của nó là 1.450.000, bây giờ chỉ còn có 950.000 thôi cả nhà. Rẻ vậy. Ồ, cả nhà mình liên hệ đang hỗ trợ giá mà lắm. Cả nhà có thể liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên hoặc ra trực tiếp cửa hàng để mà mình được tư vấn nha. Và chai cuối cùng của chúng ta, chai số 3, nhìn nó kiểu queen không? Queen nhìn kiểu hoàng hậu nữ hoàng đó. Chai này của mình nha, Kim Anh cũng nói luôn, nó là 100ml và giá của nó, giá đúng của nó là 1.650.000. Bây giờ cũng chỉ còn có là 1.050.000 mà thôi. Vậy là hỗ trợ giá, em thấy là đúng giá rồi. Sàn hết, một giá hết. Đó là rồi. Hỗ trợ quá nhiều rồi, đúng không? Rồi, đúng rồi. Như vậy là đã xong vàng nước hoa của Kim Anh rồi. Và bây giờ Kim Anh sẽ tặng nha, giống như giữ đúng lời hứa. Bây giờ Kim Anh sẽ ghi chữ tặng nè. Chữ tặng nằm trên đầu comment của ai, cả nhà mình hãy ghi cú pháp ngay. Để Kim Anh tặng, Kim Anh với Lâm còn phải ra làm MC nữa. Nào, chữ tặng nằm trên đầu comment của ai nào? Ai à, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Đồ phận kỹ thuật ơi. Làm gì em? Mọi người ghi cú pháp 8 tháng 3 nhận quà thả ra cổng số điện thoại cho mọi người like và share livestream. Ok rồi, bây giờ 8 tháng 3 nè. Tặng quà thả ra và số điện thoại của các bạn. 8 tháng 3 Rồi, chữ tặng nằm trên đầu comment của ai mời? Ai mời? Chưa luôn hả? Chưa, hồi hộp và chờ đợi. Ai? Chờ đợi. Ai à? Không mà lượng em thấy lượng khách qua chị quá dễ thương luôn. Quá dễ thương tất đúng cả không? Mọi người rất là thương, tao thương lắm tao mới làm vậy luôn đúng chị. Đúng rồi, rất là nhiều sợ. Người và vì vậy cho nên cả nhà mình nhớ nha, nhớ event của Kim Anh nha, chỉ có qua ngày 8 tháng 3 và 999 khách đầu tiên là sẽ không còn tặng nữa. Vì vậy cho nên tranh thủ trong đợt này, trong dịp này nha. Tại vì như Lâm hồi nãy cô Lâm cũng nói đó là Laura Sasa không bao giờ khuyến mãi và tặng. Nhưng mà dịp 8 tháng 3 này là ngày phụ nữ của mình mà. Lâu phụ nữ có một ngày. Đúng rồi. Không, em thấy nhiều ngày nha, ngày nào ngày phụ nữ chơi trời. Thì phải ưu tiên chứ. Đúng rồi. Người ta là phụ nữ mang nặng đẻ đau mà. Đúng
rồi, ai phụ nữ đó yêu thương đúng vậy, thì ra muốn quà tặng chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 nha. Đúng rồi. Và có ai chưa à, mà đã tìm được ai chưa? Có ai chưa? Chữ tặng nằm trên đầu comment của ai, và trong thời gian mà để chữ tặng thêm một lần nữa, hồi nãy là các bạn bảo trăm rồi, giờ là bảo trăm giờ tặng nữa hả? Đúng rồi, một người nữa. Đúng rồi, tặng tiếp, mình tặng 5 bộ luôn ha. Hồi nãy Kim Anh nói, chị nói là tặng 5 bộ lần, cái thử cái lỗ. Tôi không tin ngày hôm nay là rồi, tặng quá nhiều. Rồi bây giờ là tặng nè. Chuẩn bị nha. Còn nếu không là Kim Anh sẽ tặng 3 bộ thôi nha. Kim Anh chạy ra là không còn thời gian nữa. Để Kim để ngày mai Kim Anh sẽ livestream tặng tiếp. Rồi, vậy Kim Anh tặng 3 bộ nha. Xong rồi ngày mai Kim Anh sẽ tặng tiếp nha. Chịu không? Đang bị hói, đang bị chương trình hói. Đang bị chương trình hói á, cho nên là nhanh nào, sao kỹ thuật lâu quá vậy? Dạ rồi, đang ghi á chị. Nhiều quá, giờ chị đang ghi hả? Đang ghi lên hả? Rồi. Chữ tặng nằm trên đầu comment của bạn Summer, đúng rồi. Summer ơi, chúc mừng bạn đã like và share nha. Chương trình của chúng ta là phải like và share, và bạn đã like và share, vì vậy cho nên bạn được ghim lên đầu. Wow, giờ con bé đang cho nó ở xa, đang mơ đúng không? Ai về mơ cái trúng quà luôn. Rồi, chúc mừng Summer. Chúc mừng Summer nha, đã nhận được một chai oxygen và một chai tại dưỡng trắng nha, ủ trắng của Laura Sunshine. Và Kim Anh chia sẻ lại một lần nữa, cả nhà mình hãy nhớ là hiện bây giờ công ty Laura Sunshine đang có chương trình khuyến mãi rất đặc biệt cho 8 tháng 3. Vì vậy cho nên cả nhà mình, nếu ai chưa hiểu về event thì chúng ta có thể quay trở rồi, lại đầu livestream này nha. Và phần bà quà thứ ba là chúc mừng bạn Tú Em Lê. Chúc mừng Tú Em Lê à. Yeah, chúc mừng Tú Em Lê nha. Tú Em Lê là con trai nha. Chứ vậy phần quà chắc chắn dành cho người yêu thương của mình đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, 8 tháng 3 đỡ mua quà ghê quá thôi. Là tiện lợi được đâu. Một phần quà 1.3 triệu hả em? 1.3 triệu phải không? Ok, cả nhà mình ơi, hãy... Rồi, thôi bây giờ chương trình hối quá rồi, Kim Anh và Lâm phải đi xuống để chuẩn bị cho làm MC chương trình đấu trường âm nhạc. Vì vậy cho nên là thôi, quý vị ơi đừng có lan truyền như vậy nha. Thì hiện tại hai chị em đang phối hợp với một dự án rất là vui. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ thật là nhiều nha mọi người. Dạ, bây giờ thời gian đang hết rồi, Lâm và Nhật Anh chạy ra kia làm MC. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Đi thay đồ trước đi, người ta hối quá rồi. Ok, bye bye mọi người nha. Ok, bây giờ Kim Anh cũng phải thay đồ để quay liền lập tức. Vì vậy cho nên cả nhà mình ơi, Kim Anh không có kịp tặng 5 bộ á, thì ngày mai, ủa sao nó bị cái gì ta? Thì ngày tắt đèn, tắt đồ, mới bị tắt đèn. Mới bị tắt đèn hả? Yeah, ok, vậy thì ngày mai Kim Anh sẽ tặng quà tiếp nha, ngày mai nha, cả nhà nha. Bye bye cả nhà, bye mình rất nhiều cả nhà. Bị tắt đèn rồi cả nhà. Ơi.